Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chocho Vua Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của các chiến binh Suebi, những anh chiến binh người Đức. Vâng. Ở tập trước thì mình cũng đã tấn công có thể nói là rất thần tốc để kiểm soát cái khu vực bán đảo Iberia này rồi. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn vài cái thành bên dưới thôi. 1, 2. Và đây nữa. Kế hoạch của mình sẽ chiếm lốt chỗ này để hoàn thành cái nhiệm vụ là chúng ta phải kiểm soát lốt cái vùng này. Đây, chúng ta còn một cái vùng này là chưa kiểm soát nữa này. Là chúng ta sẽ hoàn thành chiến dịch. Đấy, hoàn thành cái nhiệm vụ kiểm soát thành. Nhưng mà thằng này thì... nó là như vậy. Bây giờ thì kế hoạch thì nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ mình chỉ việc... chắc là không khó lắm đâu. Bây giờ mình chỉ việc cái tiêu diệt các cái vùng đất của chúng nó thôi. Mình đã ổn định các cái vùng này nên là chưa điều quân đi ngay. Cánh quân bên này thì đang tính rất tốt rồi. Hiện tại mình đang cho thêm một cái hạm đội nữa sang khu vực bên này để cái hạm đội này sẽ có nhiệm vụ tấn công vào cái cảng này. Đây là kế hoạch của mình trong khoảng tầm 4 hoặc 5 lượt nữa. Còn cái hạm đội này lên sẽ đóng lên khu vực phương Bắc, Bắc Đại Tây Dương này. Đây. Có thể là đóng ở đây hoặc là mình đóng ở đây. Hoặc cũng có thể lên trên này. Tùy vào tình hình cái thằng nước Anh này như thế nào, nhưng mà mình muốn đảm bảo rằng mình có một lực lượng hải quân đủ mạnh để có thể trường hợp thể chống đỡ khi cần thiết. Có thể mình hủy cái hạm đội này đi và để mua quân ở đây tiếp nữa, để thành lập cái hạm đội nữa. Bởi vì là ở dưới này nó mới có cái mua được xe pháo này. Đấy. Ở đây vùng này chúng ta mới tuyển được pháo binh pháo hạng. Xem nào. Bây giờ thì như mọi khi, bắt đầu bao giờ mình cũng phải đảo qua cái tình hình chính trị. Ok, mọi thứ ổn. Chị An tốt, mọi vấn đề cũng tốt. Ngoại giao chắc cũng không có gì mới, bởi vì là chúng ta đã có phân cực rõ ràng rồi, đồng minh và kẻ thù rất rõ ràng rồi. Vấn đề chỉ còn là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo thôi. Phân cực rất rõ ràng. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ tấn công cái thành này. Mình đang kết thúc bằng việc vây. Mình không biết là nên đánh một quân đoàn hay hai quân đoàn nữa. Có lẽ mình sẽ đánh một quân đoàn nữa. Cho nó rực rỡ. Có những trận mình đánh hai rồi, mình sẽ đánh một quân đoàn. Đôi khi mình thích chát. Nhiều khi mình cũng hơi dị một tí mà. Mình thích đánh theo cái kiểu nó không giống ai một chút. Bởi vì các bạn có thể xem các chiến dịch mình chơi rồi, mình không hề học ai bất kỳ cách chơi nào hết. Mình tự tìm hiểu và tự tìm ra cách giải quyết các vấn đề trong game theo cách của mình. Đấy. Đó lý do tại sao rất nhiều anh em có thể chơi các cái faction hoặc là các cái, nếu Sugan 2 là các cái gia tộc có thể nói là chơi đến cả chục lần rồi. Nhưng mà mỗi khi mình chơi các bạn ấy lại vào xem. Đơn giản một điều chỉ là các bạn muốn xem là mình chơi trong cách nào thôi. Còn có thể nói về đánh trận này, về các cái vấn đề khác có khi các bạn giỏi hơn mình rất nhiều. Nếu các bạn xem thì các cái bạn mà gọi là clay ở trên kênh ấy, hoặc là những cách mình gọi là thợ sửa ống nước ấy, thì các bạn đi đánh trận rất tốt, thậm chí là có thể nói là tốt hơn mình rất nhiều. Mình không bao giờ mình nghĩ rằng là mình giỏi đánh trận, mình thực sự là như vậy, nhưng mà mình nghĩ là với khả năng của mình vẫn có thể đánh những trận đánh có thể nói là không tưởng, mặc dù là tay của mình không nhanh. Nói chung thì nói qua với các bạn vậy cho nó vui thôi, chứ còn đã là người cầm quân thì phải nghĩ cách làm thế nào để giành chiến thắng. Nếu như bạn không có đôi tay nhanh thì bạn phải có một cái bộ óc phán đoán tốt, hoặc là nếu bạn có cả hai thì quá tuyệt vời. Đấy là mình giới thiệu qua thế thôi. Mình có lẽ tấn công vào từ cái hướng này đi. Hướng bên này thứ nhất là nó hẹp, đi công vào nó dễ hơn. Bây giờ thì mấy thằng này ít quân lắm, không thể cho nó leo thang được, leo thang chết đấy. Mình nghĩ thế nó càng được. Hiện tại bây giờ thì bản Three Kingdoms là khá là hot đúng không ạ? Anh em rất quan tâm đến bản Three Kingdoms. Nhưng mà thực ra Shogun La Mã 2 trước khi có Three Kingdoms thì các bạn nên biết rằng bản Rome 2 này là bản có nhiều DLC nhất trong lịch sử các bản Total War. Và cũng là bản duy nhất mà có update sau đến tận 5 năm. Có nghĩa là 2018 vẫn còn có một cái bản DLC ra của Rome 2 cho đến tận thời điểm năm ngoái vẫn còn một DLC, trong khi các bản trước như Attila và Warhammer 1 không có DLC nào bổ sung.
có thể nói được đến cái sức nóng của bản này. Các bạn có thể thấy như vậy để biết được sức nóng của bản này không hề nhỏ. Đấy. Bây giờ thì còn lý do tại sao nó hot thì có thể các bạn cứ xem. Nếu bạn nào chưa biết đến kênh của mình, các bạn có thể xem, bạn sẽ thấy rằng hoặc các bạn cứ cần thì bạn cứ hỏi mình, trong khả năng mà mình biết thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Bản này nó nói về châu Âu thời kỳ thời kỳ cổ đại. Nó không nói riêng về La Mã đâu, nó chỉ là Rome 2, bởi vì nó lấy tên bởi vì cái thời kỳ châu Âu thời kỳ này thì La Mã là huy hoàng nhất nên nó lấy tên là Rome 2 thôi. Còn thực tế đây là một, có thể nói cho chính xác thì đây gọi là châu Âu thời cổ đại. Và cái lịch sử châu Âu xung quanh cái vùng biển Địa Trung Hải. Tất nhiên là có một số vùng tiểu Á ngày nay ở cái vùng Trung Đông ấy, nhưng mà chủ yếu thì nó nói là lịch sử của châu Âu là chính. Như một cái faction chúng ta đang chơi đây là faction của Đức, những người Đức. Các bạn nếu muốn cái bản này, mình nói thực sự là cái vấn đề về làm chính trị và ngoại giao của nó còn khó hơn cả là Tam Quốc khá nhiều ấy. Tam Quốc nó có những cái như có thể các bạn sẽ thấy khá dễ, ví dụ như là nó không phải lo đến vấn đề đảo chính quân sự này, các bạn cũng không phải lo đến cái đoạn là bạn cứ tưởng tượng xem những cái đơn vị quân bạn mua như này nó xịn như thế này, thế mà chỉ sau một lượt chúng nó quay ra nó làm đảo chính, nó đánh lại các bạn, thì các bạn nghĩ thế nào? Đấy, đó chính là cái mà ở trong bản châu Âu Rome Chu tạm dịch là chiến tranh tổng lực La Mã 2 nó có. Và các bạn, đây là bản duy nhất có đảo chính quân sự các bạn nhé. Có nghĩa là nó sẽ tách quân đội hoặc là một cái vùng lãnh thổ nào đấy, nó tách ra ly khai độc lập, hình thành lên một vương quốc mới và chống lại chính quyền trung ương. Nếu các bạn đọc mà xem thời sự, các bạn sẽ biết các cái vụ phong trào ly khai đấy như vậy. Và rất nhiều anh em chơi bản Rome 2 này cảm thấy rất đau đầu về cái vấn đề đấy. Và các bạn ấy bảo với mình đánh trận thì em không sợ gì cả, em chỉ ngán mỗi cái vấn đề đảo chính quân sự. Thế là các bạn nên xem để học cách mình quản lý làm sao để không xảy ra đảo chính. Thế tất nhiên mình cũng có làm những cái video để cố tình để xảy ra đảo chính, để khi mà xảy ra đảo chính hoặc là suýt xảy ra đảo chính thì nó có những thông báo gì để cho các bạn tham khảo và biết cách. Ô, hôm nay tháp canh pháo mình bắn tợ vớ vẩn hết nhở, mãi chưa sập, để các bạn ấy có một cái sự gọi là tham khảo. Mà bây giờ thì nói chung là ổn rồi, hầu hết anh em bây giờ cũng nắm được rồi. Còn nếu anh em nào chưa biết thì có thể xem lại các cái video trước của mình. Rồi ok. The enemy's tower has been destroyed. Không cho mày bắn Firewheel rồi. Firewheel bắn ngu lắm. Được cái đội quân này của chúng ta, ôi tầm bắn có 172 thôi, chưa mạnh lắm. Nhưng mà đam 48 thì cũng ngon rồi. Tầm bắn 172 à. Có lẽ mình sẽ cho nó lên đây đã. Các bạn ấn vào phím cách chống nhá, như thế này để các bạn quan sát được xem là tầm bắn của đối phương ở đâu đây và tầm bắn của pháo của chúng ta. Như các bạn nhìn này, cái cuồng phía bên này nó vòng tròn bên này thì chắc là của địch thôi, không thể là của chúng ta được, nên là chúng ta sẽ biết được tầm bắn của cung của chúng ta đến đâu. Đồng thời thế để chúng ta di chuyển xe công thành này lên dần và không sợ bị bắn tên. Rồi. Như hiện tại chúng ta đang làm đây gọi là công thành kiểu cổ đại, nên chúng ta sẽ sử dụng các đơn vị công thành là xe bắn đá và lã vào các cái tháp canh của đối phương để giảm thương vong cho các đơn vị giao thừa. Cái gì mà vớ vẩn thế nhỉ, mãi cứ sập. Úi giời ơi. Rồi Clayton Archer tầm bắn của chúng ta cao hơn chúng nó. Rồi bắn lốt cái tháp canh cho anh. Rồi. Đưa tên vào đây. Có một điều mình không hiểu là tại sao nó có cái xe bắn đá đây mà nó lại không bắn mình nhỉ? Hay là nó bị mất tầm nhìn? Chắc thế à? One of our units has used all its ammunition.
Chết mẹ hết cả đạn pháo rồi mà còn chưa bắn sập được cái tháp canh của nó. Mặc dù cung thủ chúng ta vẫn bắn rất tởm. Vãi chưa? Tên găm đầy khiên rồi đúng không? Tất nhiên là bắn vào tường thành như này thì độ chính xác cũng giảm rất nhiều do nó trúng vào tường thành nhiều hơn là trúng vào lính của đối phương. Úi sổ, úi sổ, chính tên. Đừng đùa với cung thủ Triton Archer, đây là loại cung thủ mạnh nhất của game này ấy. Cố gắng bắn sập đi. Đội cung thủ nó chạy được. Toàn lính cận chiến đứng đây này. Dừng. Leo thang vào cho anh đi. Nó có đội cung đây này. À, Skimmister không phải cung. Ôi, này thì nó bao giờ mới sập. Son of Golden, tạm dịch có nghĩa là đứa con của thần Godan, đứa con của thần chiến tranh. Thần Godan chính là vị thần tối cao của Bắc Âu. Hay có cái tên khác là thần Odin, cha của Thor, thần sấm. Đối với người Bắc Âu thì thần Godan hay là thần Odin chính là chúa tể của thần, giống như thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp vậy. Tao lại mày mới bắn sập cái tháp canh ở Rao Cai. Hôm nay xe bắn đá của mình bắn hơi phế. Bắn hơi tào lao. Có thể là do sườn dốc, chúng ta đang bắn ở sườn dốc nên là cái độ chính xác của nó bị giảm. Rồi leo thang vào tường. Rồi lên luôn, anh em đâu, xông vào. Cho đội cung thủ lên đây đã xem là chúng nó sẽ tấn công ở đâu rồi. Chú bắn vội. Đây. Bọn này lấy nào. Có tầm bắn nó xa thế cả. Ai trả đội quân bên kia đang bị tấn công dữ dằn nhỉ? Chiếm cổng thành nhanh để cho kỵ binh vào anh em. Nhanh chiếm cổng thành. Chiếm cổng thành nhanh. Được chưa? Chưa chiếm được cổng thành rồi. Chiếm cổng thành. Nhưng mấy thằng này đang bị đánh giáp quá. Berserker. Hai thanh niên này đang bị bắn rất giáp. Cố gắng lên. Đây là toàn quân đẩy cuối. Phải làm thế nào để mở cái tường thành chứ nhỉ? Càng phết đấy.
nó mạnh hơn mình tưởng. Cho xuống vào đây đó. À, công thành đang mở. Mở quá đấy. Không vào được. Điên thật. Thủ thủ ơi, bắn ra cho anh. Này thì chết hết quân rồi. Ôi, chúng ta bị bắn tên là sau lưng rồi. Đội quân này bị đánh từ hai phía, sợ thật. Ôi, chiếm hai cái cổng thành đấy. Không phải chỗ mồm rồi. Vào luôn. Cái bọn khỉ này chạy lợn chậm thế. Vào nhanh xem nào. One of our units has used all its ammunition. Sword Masters! Anh ở đây bút tinh thần của binh sĩ không ạ? Chúng nó dẹp hết mất lời rồi. Anh chiếm cổng thành đã. Ai làm một con Berserker này khỏe thế nhỉ? Anh tiến lên trên này lên. Đây toàn là lính để cuối bắn nhau rồi. Quân nó cũng toàn lính để cuối, mình cũng toàn lính để cuối. Rồi. Ủa đơn vị này. Đang bị quay à? Wow. Nhanh giải cứu. Ra đây, nhanh. Ôi, bị quay từ hai phía mà tinh thần chiến đấu vẫn cao rồi. Berserker rồi. Bất kể sống chết xông lên đây cho anh. Chưa cho luôn khi in vào được, đau thật. Nó chưa chiếm được cổng thành. Why? Mình đi chết rồi. Mình xông bữa này vào nhanh quá. Chắc lại phải mất thời gian mua quân à. Chết đến người cuối cùng rồi. Berserker rồi, xông lên đây, nhanh. One of our units has gone berserk. Hai đơn vị này nó chiến đấu tử thủ thế nhở, đánh đến người cuối cùng luôn. Nhanh vào. Ồ, khủng thật. Bọn này nó mạnh lắm, bọn Iberia nó rất nhiều lính ném lao. Đánh cận chiến thì mình không sợ lắm đâu, lính ném lao mình rất là sợ luôn. Mà người Đức thì không giỏi chống lắm lao lắm. Mà quân nó đông hơn quân mình mà. Nhanh. Áp sát cho nó ngay. Không để cho nó ném lao được. Cứ bị tấn công à? Không sao. Lắm. Đánh trận nó phải thế lắm chứ. Địch cũng phải mạnh đánh chứ. Ủa nó toàn đến đến đời cuối ấy. Mình hơi coi thường kẻ thù ấy. Và trận chiến đã bắt đầu nghiêng dần chúng ta rồi. Wow, chúng nó đánh lì đến chết luôn này. Không bỏ chạy luôn. Rồi chiếm cái cổng thành đấy, nhanh lên. One of our units has used all its ammunition.
Hay quá. Lần đầu tiên mình phải cho cung thủ Kraton Archer đánh cận chiến như này. Rồi. Mấy Berserker này liều chết xông vào để cứu đồng đội. Rồi chiếm cổng thành đã. Các bạn sẽ để ý thì các bạn thấy rằng trong các đơn vị quân của mình thường rất ít kỵ binh. Nhưng mà nếu như trận nào mà kỵ binh của mình không thể tấn công thì trận đấy mình thua thì mình sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Mặc dù là số lượng kỵ binh của mình ít thật nhưng mà nó rất quan trọng các bạn. Trong cách chơi của mình, kỵ binh nó có thể nói là quyết định tuyệt đối thì không hẳn đâu, nhưng mà nó nằm trong một trong những cái đơn vị quân mà mình cần phải sử dụng rất là triệt để. One of our units has used all its ammunition. They will bleed for us. Nó còn thằng tướng. Rồi, xong phim. Chúng ta đã lùa được bọn cung nó rồi. Đưa kỵ binh rồi. Chuẩn bị chuyển sang đội hình kim cương, sốc cho nó phát rồi. Rồi, chuyển sang đội hình siêu vua luôn. Uầy, bị sốc từ hai phía như vậy mà nó vẫn giữ được tinh thần, phải nói là bọn này mình thôi. Rồi, chúng ta đã kết thúc trận chiến với một thương vong cực kỳ nặng. Đây là một trong những thương vong khá nặng của mình. Wow, quân nó đông gấp đôi mình, gấp rưỡi mình. Mấy liều ấy. Chứ kể bọn Iberian này đánh cận chiến của nó cũng có khả năng ném nào. Rất mạnh. Chắc là đi mất hai đội lính rồi. Chính xác, chưa phát đạn. Ở đây cho thằng này, chiếm. À, chúng ta có thể tăng lượng số lượng spy và quân đoàn lên một cấp nữa. Ồ, mình cho thằng này gác đây phát ạ. Đấy, kiếm thêm một cái mỏ sắt đây. Xây cái nhà lính địa thủ á. À, xem này, hỗ trợ cái vùng nào đó. Vùng nào được hỗ trợ ở phe đối phương? Vùng này, vùng này luôn thì càng tốt. Thử chứ, xem cái này nó là cái gì à? Con này xây nhiều ruộng ở đây thế. Rồi, sửa chữa đã. Hết tiền rồi cả. Anh chả nhiều ghê nhỉ. Ủa, chiếm trên đất chúng ta bị tụt do tham nhũng tăng lên quá nhiều. Quân đoàn này sẽ tiến xuống đây. Quân đoàn của các nữ chiến binh. Rồi. Xem là mình hoàn thành được bao nhiêu phần trăm công việc rồi. 23. Cũng nhanh thôi. 23. Còn 12 cái tỉnh, 12 lành. 1 2 3. 26. 9 thành nữa sẽ là ở bên phía này.
khu vực Trung Đông. Mấy anh Đức này rất mà đánh nhau với mấy thằng Trung Đông nó khó lắm, bởi vì là bọn Trung Đông nó rất mạnh về kỵ binh và đánh xa, trong khi Đức thì khá yếu hai cái mảng đấy. Mặc dù là mình đã tuyển cái đội kỵ binh của Italia thì rất là mạnh rồi, với cung thủ Hy Lạp thì đều là những đơn vị có thể nói là mạnh hàng đầu của game đấy, hỗ trợ cho hai con bỏ đánh nhau. Hình như là bị bắt bằng chư hầu à? Chính xác, trở thành chư hầu của thằng này rồi. Vùng châu Phi này yên ổn thôi, chắc mình không làm gì ở cái khu vực này đâu, đánh chiếm luôn mấy cái thành này thôi. Rồi cái này còn cái văn hóa Japanese thì khá là thấp, còn rất nhiều thời gian mới có thể lên được. Thành này thì mình mới đang xây dựng, mình chưa có quân đồn trú, chưa mạnh lắm, chắc mình sẽ đợi một hai lượt nữa nó ổn định, bắt đầu mình rút quân để đánh thành này. Đây rồi, hạm đội chúng ta sắp tới rồi. Cái lượng quân này của nó chắc cũng không còn nhiều nữa, có thể mình có thể đánh được rồi, nhưng mà kinh tế của chúng ta tụt dốc ác quá nhỉ. Lương thực thì ổn, do chúng ta chiếm thêm đất nên là nó bị dính tham nhũng nặng quá, trung thành của nó luôn, tăng luôn điểm trung thành mà không bị trừ cái gì hết, chỉ mất tí tiền. Sắp đưa quân sang cả Trung Đông nơi rồi, chúng ta chiếm đánh luôn cái thành này. Quân của nó còn đang hết lương thực nữa, trận này chắc là cung nó đúng rồi, nó toàn đâm thiếu lương thực. Một chiến thắng ngọt ngào. Chú này rất mạnh. Cái này nó sẽ tăng 16% giáp và dự trữ tên cho cung này. 23. Option nó bị tiêu diệt. Rồi chúng ta sẽ xây công trình này. Ok. Không còn quá nhỉ, có lên đánh luôn không? Hải quân của mình đâu rồi? Chưa tới, phải mất mấy lượt nữa mới tới. Oh, Father, beat the drums. Leaving the ship. Chưa tới. Chưa qua lượt à?
tiêu diệt lướt cái thằng con ngựa này nữa là hết khu vực Iberia. Là sẽ bắt đầu chuyển các đơn vị quân của chúng ta sang khu vực Trung Đông. Bắc Phi thì toàn là đồng minh của chúng ta rồi, không phải đánh nhau ở đấy nữa. Mà phải thôi, người Đức gì mà mò xuống tận chỗ Bắc Phi làm cái quái này. Our merchants seek prosperity in your lands. Yours could do the same in ours. Will you agree to this? Có thêm một cái thằng Hy Lạp đó mình vừa phát hiện ra. Nó lại mua chuộc tướng lĩnh của mình. Không ngon vậy đâu. Lại có dịch bệnh rồi. Khỉ thật, chuẩn bị đánh nhau thì là dính dịch bệnh. Đợt sau mới chết. Đợt sau thì nó mới chết. Đợt này chưa. Cái này nó sẽ tăng thêm vào Misle. À, tăng đam cho lính bắn xa, đánh xa. Thế thì lính cung của mình nó còn mạnh nữa. Chưa đặt tầm di chuyển. Pausing, my lord. Yes. Nothing else. Oh, father, be praised. Chuẩn bị một cuộc chiến vào đây. Kiểm soát cái vùng này nữa là chúng ta coi như là xong. Châu Phi đã là của chúng ta rồi. Tất cả đã là đồng minh của chúng ta hết rồi. Ra tận đây rồi. Vấn đề là đồng minh của chúng ta đang bị một cái thằng này quánh kinh khủng. Đấy. Cái phe phái này nó đang tấn công rất mạnh vào tận đất của đồng minh của mình này. Ôi, có cả thêm mấy thằng này nữa. Xạ kỵ. Một cái liên minh tam hùng đang tấn công ở đây. Cái này vẫn tốt nhỉ. Thử đề nghị nó làm đồng minh. I am honored to receive you and look forward to your. Còn vài thằng nó chưa là đồng minh của mình, nó mới chỉ là liên minh phòng thủ. I am honored to greet such an ambassador of such. Please accept as a most humble audience for your terms, my poor self. Now. Không chịu làm đồng minh của mình. Mà thằng này. Very friendly. May Hermes bless us both with skill. You speak well and with conviction. Điều ngoại giao chúng ta đang âm rõ lặng do chúng ta đi chiến tranh nhiều, gây chiến nhiều quá. Giờ thì sợ bố con thằng nào nữa mà không gây chiến. Bị như này nó trừ điểm chiến đấu. Coi à, dịch bệnh làm mình giảm cả khả năng di chuyển luôn này. Quái dị thật. Có để đợt sau tấn công. Cái quân đoàn này nó đánh tới này, nó đi theo hướng này tới này. À, không, đừng đều vô. Chúng ta sẽ không chuyên chiến, mà chúng ta sẽ sử dụng cái giải pháp là đề nghị cùng chiến tranh. Đề nghị cùng tham chiến. Valhamun bless you my friend. You are most welcome. Sao này nó không chịu à? Thằng này xem sao. Welcome friend, welcome.
I, in my lord's name, will give you a fair answer before the sun sets. May the gods bless you many times over. Your wisdom brings much joy to my people. Nó chả có con cán gì sao? Us. Có mỗi mấy thằng ném lao cũng vừa vậy. Ê, có con voi này. Ờ, đánh nhau với mấy thằng châu Phi phát xem này. Nó có con voi. Ai da. Trời ơi, thành của nó đẹp vãi chưởng luôn ấy. Ồ. Oh. Cái thành này thì mình đánh kiểu quái gì vào. Cái này là cái gì? Cẩu phụ à? Ơ nhở? Đúng rồi, nó hình cái này là cổng cổng mà. Cổng phụ đây, cổng chính này. Ồ. Oh. Thành của bọn này đẹp thế. Đây chắc là thành cấp thấp thôi, nếu mà lên cấp cao chắc phải đẹp nữa. Mấy cái xe bắn đá này xem bắn bới cho nó ngon lành tí nhá. 50 tầm bắn 185. Chưa mắc đâu. Nếu mắc lốt cái kia chắc là phải bắn 55 đấy. Nếu mà nó lên lốt được cái gì nhỉ? Thì nó sẽ bắn 55. Công nghệ. Mình đang nâng lốt công nghệ lên lên nữa để nó tăng tầm bắn. À, những cái đơn vị nó có tường thành như này thì chúng ta không cần phải. Mình sẽ phá tường thành chui vào, hay hơn là phải leo thang. Leo thang chỉ đánh những thành của bọn dợ thôi. Còn những thành như này thì không cần. Tắt cái phá tù vui. Thành của dợ, thành mà nó có tường thành to thì chúng ta cứ phá nát thành vào. Bọn này mà định đổ bộ lên chỗ mình đập chết luôn. Enemy reinforcements approaching. Ok. Cái trận công thành trước là mình đánh hơi ẩu. Nói thật sự là mình cũng đánh hơi ẩu. Bởi vì là nếu đánh cho mình đánh theo đúng phong cách của mình thì nó phải là tiền pháo hậu phương vào. Có tầm xa yểm trợ cho bộ binh cận chiến xông vào, chứ không bao giờ cho bộ binh cận chiến xông vào mà không có tầm xa yểm trợ. Trận vừa rồi là mình đánh không đúng bài. Nhưng mà mình vẫn giành chiến thắng thôi. Nhưng mà nó sẽ gây thương vong lớn cho quân đội. Tại sao mình đánh kiểu là đầu tiên mình sẽ cho tháp canh pháo phá các cái thành này, nhưng mà đội cung sẽ làm không bắn ngay từ đầu, mà đến khi nào bắt đầu bộ binh cận chiến này leo thang, bắt đầu bộ binh này tiến vào, khả năng nó tấn công ra đây. Mấy thằng này thì không quan trọng. Cho đội leo thang lên đây chưa? Mình không biết có cần phải leo thang. Nếu phá được hai khúc tường thành thì thôi. The enemy's tower has been destroyed. Rồi, chúng ta phá lớp cái khúc tường rồi. Mình nghĩ là không cần thang à? Chuẩn bị đón quân địch, nó đang chuẩn bị đổ bộ vào kìa. Chắc chắn là nó tiến vào đây rồi. Commander, binh của Italia đấy. Phá sập tường thành của chúng nó xuống, còn một khúc nữa thôi. The walls are breached. Tiếp tục. Những cái thành nó có tường thành này chính ra công còn dễ hơn. Hải quân của chúng nó đang đổ bộ. Anh em xông vào, ăn luôn. Hmm?
Những cái binh đâu rồi? Ai? Sao lại ấn nút tạm dừng này? Thảo nào. Thế cái chúng ta không di chuyển, mình đánh mình có bao giờ chơi tạm dừng đâu. The walls are breached. Melee cavalry. Rồi. Bắn đây cho anh. Ủa ôi tên nó bắn lên, dựng ý sung luôn. Rồi không cần. Hay quá nhờ, xe bắn đá mình phá hai lỗ tường thành của nó rồi. Vẫn đứng ở trên tường kìa, bắn phát nữa cho nó sập tiếp. Xong chưa? Mấy thằng hải quân nó xong chưa? Láo này. Nhấn cho hải quân vào đây rồi. Cho cung thủ lên đây đã. Một bên cận chiến bắt đầu tấn công. Nhưng mà mình nghĩ là mình phải để cho chúng nó nghỉ ngơi khoảng một vài phút gì đấy rồi bắt đầu mới chiến tiếp. Kiểu chúng nó mệt. Vẫn đang sung sức à? Đồ họa của bản Chrome 2 này vẫn rất đẹp. Mấy thằng này bị chết kẹt trên tường không xuống được. Bọn này đứng trên tường chuẩn bị ăn tên. Ui dồi, mưa tên rội đầu. The walls are breached. Rồi tường của nó khủng tan nát rồi. Tiến vào đây. Đánh đúng chuẩn xem nào. À, voi. Bắn đạn lửa vào đây cho anh. Cho mấy con voi của nó điên luôn. Ê, voi nó điên, nó đi càn lính chúng nó này. Nó phải giết voi bởi vì nếu không voi nó nổi điên. Bán cho anh cung thủ đâu, tuyển trợ cho các đơn vị tấn cận chiến tấn công. Úi dồi, mũi tên đang bay. May hà bưởi. Bình tĩnh, phía bên kia đã có đội kỵ binh rồi, anh tính rồi.
không phải xoắn Berserker, Son of Gordon. Được cái bên rồi, như lửa ngay. Ôi, cung của mình bắn vẫn tởm lắm. Italian Noble Cavalry. Berserker! Son of Gordon! They will bleed for us! Terra! Cung nó bắn yểm trợ ngay, các bạn thấy không? Không được phép để cho cận chiến tấn công mà không có tầm xa yểm trợ. Nhiều khi thì lý thuyết thì mình cũng biết nhiều đấy, nhưng mà nhiều lúc chả hiểu sao mình cứ đánh theo cái kiểu gì. Nhiều lúc thì cũng là muốn phá cách, muốn tìm hiểu, nhưng cũng có lúc là ngáo ngáo. Tớ là trong này. We have captured the gates. À, chiếm được cổng thành rồi. Cung thủ Creighton vào đây phát rồi. Phát đến đây là được. Và tớ là đây chứ gì. Mình còn chưa hết đạn bắn đá. Còn những kỵ binh của Italia đẹp hết, nhẵn nhụi này chứ không để dâu riêng như mấy anh Đức. Binh à, chứ nó tướng kỵ binh, nó hit and run, mày hit and run này, hit and run này. Our general is under attack. Mày là ngựa đánh nào. Kỵ binh Italia đến rồi. Mày láo này. Xong. Đấy, một trận công thành đúng chuẩn nó phải như này. Rồi, ok. Rank 6, quân đoàn này lên cấp rồi. Học một cái này nữa, tăng mini, tăng tấn công và phòng thủ cận chiến. Hết mất lượt chứ. Vãi cả trường. Vãi nữa. À, không sao. Không đủ độ tới. Mất quân, dịch bệnh. Ai, chúng ta có thể nâng cái này lên đầy 4 được kìa. Hay quá. Mình đánh chiếm khá nhiều tiền đấy chứ nhở. Mình được tiền phết à. Kinh tế của mình cũng vẫn khá mà nhỉ. Rồi.
Mình xem tình hình Trung Đông như nào. Hai mấy con đoàn này đứng ở đây này, ngồi chơi xơi nước này thì cũng hơi phí nhỉ. Có thể là mình sẽ không chiếm, nhưng mình sao mình sẽ cướp bóc đốt phá cái này. Hai con đoàn chủ lực. Quân đoàn này đang mua quân đúng không? Không nhầm là đang mua mấy anh Kaiten Archer. Chưa có con ngựa nào. Come, sit, sheriff. The old father guides my steps. Old father, be praised. Tên là gì? How can I help? Siegfried. Siegfried là cái thằng nào đấy? Tướng của mình hình như không có cái thằng nào tên thế. Cái khác. Ready for battle. Thế thì cho một thằng này của nó, chúng ta vừa có thể tăng thêm upkeep này. Well met. Cho vào đây. The road goes ever on and on. Tướng này là tướng Theodore Senna. Không phải tướng khác mình à? Toàn phe khác thôi. Mình cần một cái tướng của phe mình nữa. Sao ở đây mình có 1 2 tướng, 3 4 tướng, 5 tướng, 6 tướng rồi các bạn nhỉ? Sao tướng sao rồi mà có những thằng chưa thấy cầm. Ừ, 6 là đúng rồi. 6 đây này, 2 tướng ở đây. Em này tên là Rochi gì đấy. Đấy đúng rồi. Em này tên là Rudetara gì đấy. Rudetara. Không phải. Con Rudetara này nó không phải tướng của phe mình đâu. I live to serve my people. Thành lập thêm quân đoàn nữa. Thôi được, kinh tế mình nghèo lắm, chưa thành lập được quân đoàn nữa đâu. Tướng nào cũng được, miễn nó quay nhau được là được. Nhưng mà quân đoàn này phải cho tướng phe mình rồi. Ủa, nó cấp cao thế. Quân Retara. Đây. Nó là chỉ huy trưởng của phe này đấy. Chưa đâu. I am ready. Thôi, qua lượt đã. Cái nhiệm vụ chiếm 80 vùng thì có lẽ nó cũng gần xong rồi. Chắc chỉ là một ít xíu thôi. Mình sẽ xem ở bên Trung Đông này nó có cái vùng nào màu mỡ này. Mình chiếm. Hoặc là nếu chúng ta lên đảo Anh, chúng ta chiếm hết cái vùng đảo Anh thì cũng hoàn thành. Nhưng mà mình chả thích đảo Anh, nó đang là đồng minh của mình, tự dưng mình lại đập. Giờ nó đánh nhau mấy thằng Trung Đông nó mới mệt. Cộng 40% hồi máu cho các đơn vị lính anh thuê. Rồi ok. Chúng ta sẽ cảng này không có quân à? Này chết chắc à? Rồi. Ok.
cũng phải mất một lượt để cướp thôi, một lượt mới đã chiếm được. Cộng 5 điểm attack thi đấu với Barbarian. Hết Barbarian đánh rồi. Ready for sword and shield to my people. Warriors all. Nó xây cái thành kiểu gì nhỉ? Kassian, Steve Rover. Your orders? À! Kassian, Steve Rover. Là bọn này à? Thuyền to thế nhỉ? Ừ. Nhưng mà đam mới cùi. Ấy, nếu mà mình cải tạo nó lên thì mình sẽ không thể tuyển được các cái đơn vị lính đấy nữa. Đúng rồi. Chả sao. Tự dưng cái đơn vị này nó bị dịch bệnh. Tăng chút kinh nghiệm. À, thằng khỉ này nó chiếm được cái vùng này. Chúng ta không có cái loại tài nguyên này. À, nó xây nhà voi này. Đập nó đi. Nó chiếm được cái thành này kìa. Sao con đoàn này sang đây phòng thủ á. Ok. À hay quá. Nếu thế mình chiếm lốt lại chỗ này. Mà không chắc đã chiếm nổi. Thằng này nó đập luôn bây giờ. Vùng này đánh nhau loạn xạ quá nhỉ. Chết rồi. Thằng này bị lây bệnh của con này rồi. Lại mất mấy lượt nữa để hồi. Hơi thiếu quân, không sao. Đánh được. Thoải mái. Trung thành quá cao luôn. Không phải xoắn. Lại dịch bệnh. Chưa mới public order. Toàn quái thai ở đâu không biết. We cannot do that. Ready for battle. Share my fire. All father be praised. How can I help? As you request. We love the open road.
friends. What do you... Đây này. Cái con này nó phải cho quân đoàn khác. As you request. Quá nhỉ, mình gặp phải một tướng chứ. Siegfried. Thằng này đang ở Athens này. Thằng này ở Katuba. Katuba này chứ nào. Katuba bên này à? Đây. Cái thằng này thì là thằng tướng nào ở Athens thì tướng mình rồi. Thế thì nhầm rồi. Thằng Colodivus. Nó tướng mình thì không phải là cho nó con này. Nhầm quá. I live to serve my people. I had to get a shift on. Oh no, oh no. Oh. Kinh quá nhỉ, hết cả tiền. Không hồi được quân mới đau. Sau mới hồi được. Tự dưng dính cái dịch bệnh quái thai. Thằng này trèo lên bờ kéo lại dính dịch. Nó cử quân đi đâu rồi? Đây à? Thôi bỏ nhà đi đời bụi đời thế. Không có quân rồi. May quá mình chỉ kiểm soát được toàn bộ bán đảo Iberia. Đảm bảo cái thành này làm sao kiểm soát được. Quá may mắn cho mình. Có thể kiểm soát toàn bộ. May quá. Kiểm soát toàn bộ bán đảo Iberia rồi. Chúng ta đã chiếm được những thành cần thiết rồi. Phải có tổng cộng 240 mà mình mới có 224 đơn vị quân. Bạn chưa. Chúng ta phải còn có 8. Cướp bóc được 8 vùng nữa và chiếm 15 tỉnh nữa. Ai ô. 15 vùng hoặc làng mạc nữa. Đội quân này vẫn còn đông lắm. Ai dạ. Mình hết mất tướng nữ rồi. Leader phe nữ của mình bây giờ hết mất rồi. À, cho mấy thằng này lấy vợ để có thêm tướng nữ phát.
Làm như này sẽ giảm lòng trung thành của đồng minh mình xuống đấy. Các phe phái khác sẽ bị giảm lòng trung thành. Nhưng mà không sao, mình đang cần vài cái tướng nữ. Đây. Con này hơi củi. Nó giảm 50%, trừ 50% bán kính hiệu quả, chỉ khả năng tầm chỉ huy. Hơi xấu. Rồi trời, thế sao lượt sau lấy con vợ khác cho thằng kia. Hay nó ngon hơn không? Vợ này nó phải ngon, nó cưới. My lord offers you peace. Tomorrow, his. Một ước hòa bình khởi. Our warriors both. À, cho một chiến tranh thằng đấy. Our warriors hunger for battle, blood and glory. Shall we attack these feeble fools? Chiến tranh với thằng Garlic Strong nữa. Ờ, cho mày. Nó có quân quân quái đâu mày mà chúng mày tham chiến với nó rồi. Cái vùng này sao nó lắm dịch bệnh thế nhỉ? Hết cả tiền 8.000, tiền cũng đang tăng như này, cũng không lại được. Ui, dịch bệnh không tăng nổi quân. Chào đến bờ à? Chắc nó sẽ công vào đây đánh một trận gọi là vì danh dự, bởi vì nó mất thành cuối cùng mà. For the old heights, get here and pay attention. Ready for orders. Chưa có con ngựa nào. Mà Trung Đông thì phải có cái ngựa này, nếu không thì hơi khó ăn đấy. Mấy thằng đồng minh của mình có vẻ không chống được bọn này sao? Nó đánh thôi. Mình vừa trèo lên đất của thằng này. Thằng này. The blessing of the Olympians upon you. What then do your noble people desire? No. Your terms are reasonable as they leave your mouth, but less convincing when. 1000 không chịu. I am impressed that you have spoken so well on your people's behalf. Now I speak for my people. Okay. With these words, you bring joy to my heart and hope to my soul. My thanks. Chuyến này chúng ta sẽ đánh tiếp viện cho quân Hy Lạp à? Và các nước Hellenic chống lại các nước. Ồ, thằng này. Mình ngán nhất cái bọn pha lăng này thì bây giờ mình đang gặp một lũ pha lăng ở đây. Thế cái đau đầu.
power of the gods flows through me. Ngọc thần nữ pha lăng ở bên này. As you request. Tăng đàn cho lính bắn cung. I live to serve my people. 47. Sau cái này thì đàn nó sẽ lên rất mạnh này. Xong lớp cái công nghệ này thì đàn nó lên khủng lắm. Chưa được con ngựa nào. Trừ 2. Chắc là mấy cái vùng hỗ trợ nó lại thay đổi rồi. Yên tâm vài lượt nữa thì nó lại trung thành và nó lại ổn hơn hả? Vùng này. Mình có hỗ trợ đúng chưa nhỉ? Đúng chứ nhỉ? Thanh niên này một trận đấu vì danh dự. Ôi nó toàn này. Hosty Mister, trận này vỡ mồm rồi. Nếu mà đánh tay là vỡ mồm rồi. Mà trận này mình phục kích thì mình cũng không thể đánh được, bởi vì nó toàn đội kỵ đếm lao này, nó chạy nhanh như điên, nên làm sao mà mình... Ồ, sao lại vây nó ở một cái góc như thế này? Chưa bao giờ mình được phục kích ở một cái góc như này cả. Nếu quân của mình đủ mạnh để có thể chặn đứng toàn bộ quân nó, à, gian đủ mỏng có thể chặn thì nó không thể chui được ra thì tốt quá nhỉ. Hiểu không? Những cái binh này nó ở giữa này đúng không? Chặn được thì tốt quá nhỉ. Cái này thì thực ra mình chả dùng bao giờ dùng được. Bởi vì phục kích tầm gần thế này thì không chặn được. Và qua cái này nó chỉ làm cho cái binh của nó hạn chế khả năng di chuyển thôi. Bên trên này thì nó ráp tường. Bè thì hết được. Mà trận này chúng ta lại bị thiếu quân. Trời mưa nữa, không có đạn lửa. Berserker. Bọn này có nhiệm vụ tấn công bọn đi đầu. Nubian Sinister. Có lẽ kỵ binh của mình sẽ tấn công như thế này đi. Together! Warriors, move out! Ready!
Noble riders! One of our units has gone berserk. Nó không thể xông vào nổi. Berserkers! We are taking trophies! Noble riders! Kỵ binh của nó không xông vào nổi. Thì bọn cung mình bắn cho cháy luôn. Cung bắn cho thành cháy luôn. Từ nó còn không chạy được. Berserkers! Bọn Berserker này của đàn to vãi chứ. Quá là nhanh và easy. Nhưng mà nói thế thôi không dễ để khử cái bọn xạ kỵ này của nó đâu nhá. À, bọn này đâu, nếu mà bình thường đánh chết được bằng. Nó chạy rất nhanh. Sword and shield to my people. Sword and shield. Kiếm và khiên à? Tốt. Một thanh niên đã ra đi. Tướng lên cấp. Quân đoàn cũng lên cấp. Bọn này xong nhiệm vụ ở bên này rồi. Về sang Trung Đông đi. Rồi bắt đầu hồi quân rồi. Ơ tranh thủ lúc mình sang bên kia nó vào nó khử cái thành này của mình nhỉ. Chiếm thành này của mình mới láo chứ. Moving out. À đúng rồi, mình chưa sửa được cái thành này. Thảo nào. Chưa sửa được nó, thảo nào nó chiếm lại được. Khôn phết nhỉ. Còn có mấy cái thuyền cùi này mà cũng khôn hết. Các quân đoàn này tiến sang Trung Đông. Ở khu vực bên này hết việc à? Ở chỗ này mình còn đang tuyển quân thêm đâu rồi. As you request, to travel is to be free. I am ready. I am a sage of the forest. The gods are with us. As you request. March! Cái này mình sẽ yểm trợ quân Ai Cập đánh chiếm các cái vùng này. We have arrived. Vùng này thì mình không chiếm. Đồng minh của mình đánh đến tận đây cơ mà. Mà lộn xộn quá nhỉ. Mấy ông đồng minh của mình đánh đấm lộn xộn quá. We see little profit in first. Không được, bây giờ mà hòa bình là mình sẽ gây chuyện với mấy thằng khác này. Mình cần duy trì chiến tranh. Thank you.
Đây là thằng Warlord à? Frenzy. Còn Caritas Verton. Có thêm một tướng thôi, cái gì đâu. Hỗ trợ hải quân này. Mắc cái nhánh chính xe quân sự này. Cho nó hổ báo này. Ui da. Đoàn thương nặng thế. Bị dính dịch bệnh quái thai. Ghét nhất trò dịch bệnh. Đứng đây đã, không kể thằng này nó lại chiếm lại phát nữa, mệt đấy. Tại sao mình cho 4 cái cánh bên dưới để tấn công khu vực Bắc Phi nhỉ? Hỗ trợ thằng Ai Cập ở khu vực Bắc Phi nhỉ? Còn 4 cánh bên trên thì sẽ là tấn công khu vực Capscas. Đúng rồi. Chia các lộ quân ra chứ. Và tăng vào cái này để nó tăng trung thành. Được thêm tướng mà trừ điểm uy tín của mình xuống 60 điểm lo gì. For the all highest. Can I finish my wine? Anything else? Cho thằng này vào phát xem nào, điểm trung thành. I live to serve my people. 23 rồi, ok. As you request. Cho cái thằng champion, cái thằng chính trị gia vào phát ở trung thành tăng lên ngay. Thằng này vừa chiếm lại vùng này à? Hổ báo nhờ, thằng này nó kiểm soát được vùng biển đen đấy. Hay quá nhỉ, Ai Cập tiến nhanh đấy. Mình mà không nhanh có khi mình còn bị đồng minh nó bỏ rơi. Ồ, tiền của mình lên nhanh hết. Lên 10.000 rồi. For battle.
di chuyển được cái bọn ngựa kia nhỉ? Khó thế. Cái đội ngựa đấy khó kiếm nhưng kinh khủng luôn. Đúng rồi, cánh quân này sẽ sang khu vực Bắc Phi. Nó sẽ là quân đoàn Bắc Phi của mình. Hồi quân cũng nhanh nhỉ, tí bắt mà đã gần đây rồi. Sao toàn champion này? Toàn champion. Ở đây, hai spy, hai champion chứ. Hai thằng này sẽ đánh ở cánh dưới này. Bọn này đánh đây, bọn này đánh vào đây. Hai đứa này sẽ đánh vào đây. Mình bố trí lại quân đội một tí xíu. As you request, hurry up! Oh, getting on our way! Can I finish my wine? Oh, father. For the all highest. Nó qua lượt. Thêm một quân đoàn nữa ở đây. Làm mọi chuyện êm. Ây da. All tremble before me. Hiện tại mình đang chia ba cánh quân khắp hướng rồi, các hướng rồi. Hãy cập vào thằng này Warlord của chúng ta đi cấp. Sao thằng ấy cập với thằng này đấy? Bỏ chiến tranh nhau. Ở đó, tuyên chiến với nhau chứ. Thằng này trung dung, không theo phe nào. Thằng này thì ủa. Thằng này đất nó rộng thế. Chỉ nhờ anh Ai Cập anh tiến quân nhanh thế. Bọn này chiếm đất của nhau à? À tốt. I live to serve my people. March. Can I finish? Hurry up. Cho nó chiếm phát xong mình sẽ đánh luôn. Mình sẽ đi theo chân thằng này. Úi ôi, ở đây nó nhiều quân đoàn lắm. Chết rồi, mấy thằng kia không ăn được đâu. À, đề phòng cho một quân đoàn đứng đây để mất thế thành này phát thì chúng ta xử lý luôn. Một quân đoàn lên khu vực phía bắc này. Cứ bình tĩnh. Chiến tranh này không thể vội vàng. Chiến tranh này không thể vội vàng được. Oh father be brave. Boarding now. Making camp. Rồi, có tường thành lên rồi. Cái hạm đội kia của nó không tấn công được nữa.
and shield to my people. Sword and shield to my people. Thôi máu nhanh chết. Chuẩn bị cho một cuộc chiến tiếp theo nữa. Tính toán từng bước đi một không đơn giản thế nào. Hay quá, đội cung thủ. Đâu rồi, trung thành cao ấy. Đoán ngay mà, nó chiếm thành này rồi. Chuẩn bị. Để nó sang đây phát, mình chiếm lại đây luôn. Chính trách là phải thế, phải tận dụng thời cơ. Có một cái khu vực này bên dưới này, cái thằng này mình chưa có một cái hiệp ước gì nữa. I give you welcome. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting. With these words, you bring joy to my heart. While your rhetoric is sound. Can I? My friend, you honor this place with your arrival. I, your humble servant in matters of diplomacy, await your words. We humbly ask for a single, modest subsidy. Ah, so you know how to haggle and when. Your offer is well met, but it is not as good. I will do you the honor of listening. You show much wisdom in seeking us as friends. Chúng ta chuẩn bị chiến tranh khu vực này rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.